Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2431, Thành chủ tha mạng. Bên ngoài bát phương các rất nhiều tu hành giả đang sôi nổi tỏ vẻ cảm ơn Đường Tuấn. Nếu ngài có thể nhìn thấu bí mật của đan hỏa vũ, vậy thì y thuật nhất định không tồi. Không biết có thể chữa trị căn bệnh lạ này cho chúng tôi không? Chỉ cần ngài có thể chữa khỏi cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ vì ngài cống hiến sức lực. Một đám người vây quanh Đường Tuấn, có vẻ rất kích động, đến cả những tu sĩ cảnh giới hợp thể kia cũng như vậy. Đường Tuấn lắc lắc đầu, nói tạm thời tôi vẫn chưa có biện pháp chữa trị. Vừa rồi khi Mộ Thanh xem xét đan hỏa vũ, anh cũng âm thầm xem xét tu hành giả bị lây nhiễm đó, đối loại này bệnh truyền nhiễm có một chút hiểu biết, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra phương án giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người đó cũng không thất vọng, dù sao loại bệnh lạ này đến bác sĩ cấp 6 Hoàng Triều phái tới đều bó tay không có cách gì thì dù Đường Tuấn có lợi hại thì cũng không thể ngay lập tức nghĩ ra cách chữa trị như thế nào. Chúng tôi còn muốn đến phủ thành chủ một chuyến, bát phương các này phiền các vị dữ rồi, nhất định không thể để cho bọn họ tiếp tục bán đan hỏa vũ. Mộ Thanh nói với những tu hành giả. Mọi người đồng loạt đồng ý, cho dù Mộ Thanh không nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho bát phương các. Lúc này, một tu hành giả đứng ra, nói các người muốn đến phủ thành chủ vậy thì để tôi dẫn mọi người qua đó. Toàn thân tu hành giả này mặc áo giáp, trên mặt mang theo mũ sắt, chỉ có đôi mắt và miệng lộ ra bên ngoài. Trên người tỏa ra khí tức quyết đoán và đanh thép, còn có sát khí nồng đậm. Xích Vân là thống lĩnh hộ vệ của phủ thành chủ, anh ta dẫn các người qua đó là vô cùng hợp lý. Có người cười nói. Vậy cảm ơn anh Xích Vân, Đường Tuấn nói. Xích Vân nhếch miệng cười, nói, lần này anh vạch trần âm mưu của bát phương các thì chúng tôi phải cảm ơn mới phải. Đi thôi, tôi dẫn anh tới phủ thành phủ. Có Xích Vân dẫn đường, đoàn người Đường Tuấn và Mộ Thanh nhanh chóng tới một tòa biệt thự rất lớn phía trước. Ở của biệt thự có 7, 8 thủ vệ đang đứng khi nhìn thấy Xích Vân liền đồng thời hành lễ. Xích Vân mang theo mấy người, không có gặp bất cứ trở ngại nào để vào phủ thành chủ, anh ta nói, con gái của thành chủ nhiễm căn bệnh lại. Mấy ngày nay thành chủ vẫn luôn nghĩ cách, người bình thường vốn dĩ không cho gặp mặt. Nhưng y thuật của ngài dược cao siêu như vậy có lẽ có thể giúp được thành chủ. Xích Vân dẫn đám người Đường Tuấn tới bên ngoài một đại sảnh rộng lớn, cách đó rất xa có thể nghe được từ trong đại sảnh truyền ra âm thanh tức giận, phế vật, các người không phải là bác sĩ Hoàng Triều sao, mộ căn bệnh nhỏ như vậy mà không thể chữa trị, vậy giữ các người lại còn có ích lợi gì? Thành chủ tha mạng. Thành chủ tha mạng. Loại này bệnh thật sự kỳ lạ, e rằng chỉ có bác sĩ cấp 7 mới có cách. Bát phương các ra một loại đan hỏa vũ, nghe nói nó có thể trị loại bệnh lạ này, thành chủ có thể đi tìm các chủ của bát phương các. Xích Vân cười khổ một tiếng, nói thành chủ cũng chỉ có một người con gái cho nên rất thương yêu. Từ sau khi cô ấy nhiễm căn bệnh lạ, thành chủ đã tìm rất nhiều bác sĩ hưng đều không có bất cứ cách gì. Một lát sau, các bác sĩ với bộ dạng chật vật từ trong đại sảnh đi ra. Thành chủ, tôi có việc cần bẩm báo. Xích Vân ở bên ngoài cung kính hô. Là Xích Vân vào đi. Thành chủ thanh âm vang lên. Chương 2432, cậu đi cùng tôi. Xích Vân mang theo đám người Đường Tuấn đi vào đại sảnh. Trên chủ vị trong đại sảnh là một người đàn ông trung niên với dung mạo thô sơ, mặt nặng trĩu như nước. Phong Ngự Lôi thành chủ của thành trấn Khúc có tu vi cảnh giới hợp thể đỉnh cao. Ông ta nhìn đám người Đường Tuấn phía sau Xích Vân. Lông mày rậm xoăn lại, nói, Xích Vân, bọn họ là ai? Còn nữa tôi bảo cậu đi mua đan hỏa vũ, đã mua được chưa? Xích Vân lắc đầu nói, đan hỏa vũ cũng không thể thực sự chữa khỏi căn bệnh lạ này nên tôi không mua nữa. Cậu thật to gan. Phong Ngự Lôi đập bàn một cái, cả người Xích Vân liền quỳ trên mặt đất, khóe miệng có máu. Trong hai tròng mắt của ông ta có lôi chỉ đang dâng trào, vô số sự giận dữ đang chuẩn bị nổ tung. Chuyện ta giao phó cho cậu mà cậu dám không làm. Phong Ngự Lôi nhìn chằm chằm vào Xích Vân. Xích Vân vội vàng kể lại tất cả những chuyện xảy ra ở bát phương các. Sau khi Phong Ngự Lôi nghe xong, nhìn về phía Đường Tuấn, nói cậu đến từ Độc Cô Cung. Đường Tuấn gật đầu. Phong Ngự Lôi hừ lạnh một tiếng, nói cậu có thể nhìn ra bí mật của đan hỏa vũ, lại biết loại bệnh lạ này có liên quan đến linh hồn, vậy cậu có thể chữa trị không? Nếu có thể chữa trị, tôi tha cho các người ra khỏi thành cũng không phải việc gì khó khăn.
Nếu không có cách thì ngoan ngoãn ở lại thành Trấn Khúc Truyện, ra khỏi thành thì có nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Đường Tuấn nhíu mày, trầm giọng nói, tạm thời tôi vẫn chưa có biện pháp chữa trị loại bệnh lạ này. Phong Ngự Lôi liền phất tay, nói, vậy thì cút đi. Chờ cậu có cách hãy đến tìm tôi. Mộ Thanh không vui nói, Phong thành chủ. Còn không đợi Mộ Thanh nói hết câu, Phong Ngự Lôi hung hăng chừng mắt nhìn cô ấy một cái rồi nói, cút. Không nghe thấy sao, thánh nữ của Độc Cô Cung ở nơi này của ta thể diện cũng không đáng bao nhiêu. Biểu cảm của Mộ Thanh cứng đờ. Đường Tuấn nói, trước mắt quả thật tôi không có biện pháp gì để chữa khỏi căn bệnh lạ này, nhưng có lẽ có thể trì hoãn thời gian bùng phát. Anh nhìn Phong Ngự Lôi nói, đương nhiên, ông có thể lựa chọn không tin, hoặc là dùng đan hỏa vũ. Nếu lỡ như con gái của ông xảy ra chuyện gì nói, đó chính là trách nhiệm của ông. Ánh mắt Phong Ngự Lôi ngưng lại, nói, cậu dám uy hiếp tôi sao? Đường Tuấn chỉ cười cười, nói, chỉ là giao dịch mà thôi. Đối phó với loại ngang ngược vô lý như Phong Ngự Lôi, Đường Tuấn không muốn nói đạo lý. Trong đại sảnh, Phong Ngự Lôi đối diện với Đường Tuấn đối diện, không khí nhất thời trầm trọng tới cực điểm. Rất lâu sau, Phong Ngự Lôi mới đứng dậy, nói, cậu đi cùng tôi. Ông ta dẫn mọi người tới một biệt viện trong phủ thành chủ, bên trong biệt viện có một vườn hoa. Hoa tươi nở rộ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi trong đình. Cô gái đang tu luyện, thỉnh thoảng nhíu lại khiến người khác cảm thấy thương hại. Cha, nhìn thấy Phong Ngự Lôi, cô gái kia mở hai mắt, mỉm cười nói. Chương 2433, đắc tội rồi. Phong Tiểu Oản quan sát Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, anh có thể giúp tôi áp chế căn bệnh lạ này sao? Thấy dáng vẻ Phong Tiểu Oản này nhìn Đường Tuấn, Mộ Thanh theo bản năng mà đến gần Đường Tuấn một chút. Phong Tiểu Oản thấy thế, trong lòng lại chấm điểm cho Đường Tuấn thấp hơn một chút, thầm nghĩ, lại là một tên bám vào phụ nữ sao? Tu vi của anh ta và Minh không khác biệt lắm, có lẽ y thuật còn không bằng thánh nữ của Độc Cô Cung này. Đường Tuấn nói, tôi thử một chút. Mặt Phong Tiểu Oản không biểu cảm, ngồi xuống trong đình nói, vậy anh thủ đi. Nếu không được thì mau chóng rời đi, đừng làm ảnh hưởng tôi tu hành. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, tính tình hai cha con này thật là giống nhau. Ở trong đình, Đường Tuấn muốn ngồi đối diện với Phong Tiểu Oản, anh phóng ra một chút tinh thần lực, muốn kiểm tra mức độ nhiễm bệnh của cô ấy. Nhưng tinh thần lực của anh vừa tiếp xúc với Phong Tiểu Oản liền cảm nhận được một luồng lực cản mạnh mẽ. Trong lòng Đường Tuấn vừa động, truyền âm nói, mở tinh thần ra, tôi muốn kiểm tra bệnh tình của cô. Phong Tiểu Oản cười lạnh một tiếng, nói, không phải anh muốn khám bệnh cho tôi sao? Nếu ngay cả sự ngăn cản điểm tinh thần cũng không phá được vậy thì bản lĩnh của anh cũng chẳng ra gì. Ngoài đình, Phong Ngự Lôi cười ha ha nói, tuy rằng Tiểu Oản chỉ có cảnh giới hóa thần nhưng ở phương diện linh hồn rất có tài năng. Hiện giờ đã đạt tới lục phẩm trung kỳ, lợi hại hơn so với rất nhiều bác sĩ cấp 6. Mộ Thanh nhìn dáng vẻ đắc ý của Phong Ngự, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Rõ ràng là Phong Tiểu Oản cố ý gây khó dễ. Với loại tình huống này thì việc chữa trị sẽ rất khó tiến hành với đại đa số bác sĩ cấp 6. May mắn anh dược đã đột phá thất phẩm, bằng không thật đúng là bị gây khó dễ rồi. Mộ Thanh thầm nghĩ trong lòng. Trong đình, Phong Tiểu Oản còn đang tiếp tục cùng Đường Tuấn tiến hành đọ sức tinh thần. Cô ấy thấy Đường Tuấn bị mình ngăn lại, trong lòng thậm chí còn có chút đắc ý, đệ tử của Độc Cô Cung cũng chẳng ra sao. Đường Tuấn bỗng nhiên truyền âm nói, đắc tội rồi. Phong Tiểu Oản nghe vậy, không rõ ý tứ của những lời này. Nhưng ngay sau đó, cô ấy liền cảm giác được một tinh thần lực dồi dào đánh phía mình. Sự ngăn cản của cô ấy trước tinh thần lực này thật giống như châu chấu đá xe, lập tức đã bị đánh tan. Thất phẩm, tinh thần lực của anh ta đã là thất phẩm. Trong lòng Phong Tiểu Oản chấn động. Chợt khóe miệng cô ấy lộ ra một tia cười khổ, là chính mình muốn đánh cờ cùng một vị bác sĩ cấp 7 này. Không để ý tới sự kinh ngạc của Phong Tiểu Oản, tinh thần lực Đường Tuấn như gió xuân phong lướt qua căn nguyên linh hồn của cô ấy. Rất nhanh, anh liền cảm ứng được một cỗ khí tức mỏng manh tồn tại bên trong linh hồn Phong Tiểu Oản, thậm chí thâm nhập tới nguyên anh. Loại này khí tức này rốt cuộc là cái gì? Tuy rằng trước đó đã từng cảm ứng một lần, nhưng Đường Tuấn vẫn cảm thấy thực kinh ngạc. Một luồng khí tức có thể thâm nhập linh hồn, giống như ấu trùng trong xương đi với linh hồn. Nếu khí tức này có thể khiến con người kiểm soát, chẳng phải là có thể khống chế tính mạng của người bị lây nhiễm sao? Đã không có sự cản trở của Phong Tiểu Oản,
Tinh thần lực của Đường Tuấn nhanh chóng cảm giác được tất cả những khí tức tà ác trong cơ thể của cô ấy. Chỉ tiếp xúc một chút, những khí tức tà ác đó giống như là có ý thức muốn ăn mòn hồn lực của Đường Tuấn. Điều này làm cho sắc mặt anh thay đổi. Chương 2434, chuyện này giải quyết xong rồi. Rốt cuộc khí tức tà ác đó là gì? Đến từ nơi nào mà có tính ăn mòn bá đạo như vậy? Trong lòng Đường Tuấn hơi kinh ngạc. Xong rồi, Phong Tiểu Oản cảm giác được luồng khí tức tà ác kia dường như đang theo dõi Đường Tuấn. Cô ấy biết sự đáng sợ của khí tức tà ác đó, trong lòng không khỏi thầm kêu lên một tiếng. Vốn dĩ bởi vì Đường Tuấn thể hiện ra cảnh giới của linh hồn thất phẩm có chút hưng phấn, bây giờ lại lập tức sắp ngã xuống đáy. Một khi bị ăn mòn, khí tức tà ác sẽ chiếm cứ bên trong linh hồn, giống như đóng dấu không thể thoát khỏi. Khi khí tức tà ác muốn ăn mòn hồn lực của Đường Tuấn, Tiểu Thanh nấp ở linh hồn của anh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu, một lực hút đáng sợ được truyền ra từ trong miệng Tiểu Thanh. Giống như hút mì sợi, tất cả khí tức tà ác trong cơ thể Phong Tiểu Oản lập tức bị linh hồn của Đường Tuấn hấp thu, nói đúng ra là bị Tiểu Thanh hấp thu. Mà Phong Tiểu Oản ngẩn cả người. Trong linh hồn truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng, thậm chí cảm giác chỉ cần ý niệm của cô ấy vừa động là có thể đột phá tới cảnh giới hợp thể. Cô ấy biết mình đã hoàn toàn khỏi căn bệnh lạ này. Nhưng giờ phút này Phong Tiểu Oản lại không có bất kỳ sự vui sướng gì, ngược lại tâm trạng còn vô cùng nghiêm trọng. Anh ta vì mình thế mà hấp thu toàn bộ khí tức tà ác qua đó. Vừa rồi mình đối với anh ta như vậy, mà còn. Lúc này, Phong Tiểu Oản vô cùng cảm động, đồng thời cũng rất hối hận. Vốn dĩ Đường Tuấn không nhận thấy được sự thay đổi cảm xúc của Phong Tiểu Oản, lúc này anh đã chết lặng rồi. Ngon, sau khi Tiểu Thanh nuốt khí tức tà ác này, Đường Tuấn cảm ứng được cảm xúc trên người nó. Đối với tu hành giả mà nói thì khí tức tà ác này đáng sợ vô cùng, trong mắt Tiểu Thanh thì lại là một loại đồ ăn ngon. Sau khi nuốt chửng khí tức tà ác, Tiểu Thanh lập tức vận chuyển Đường Tuấn lực hồn nguyên nhiều gần gấp đôi. Đường Tuấn mau chóng dùng những lực hồn nguyên tồn trữ ở trong cơ thể từng chút một ngưng kết thành đá linh hồn. Chuyện này giải quyết xong rồi, Đường Tuấn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh đã tu luyện phương pháp châm cứu thần bí đến tầng thứ hai, lý giải dần dần gia tăng. Đối với phương pháp châm cứu của thần linh, Đường Tuấn có suy đoán của chính mình. Bất luận là Tiểu Kim hay là Tiểu Thanh rất có thể đều là căn nguyên thế giới hiện hóa. Đương nhiên tương đương với căn nguyên thế giới khổng lồ mà nói, Tiểu Thanh và Tiểu Kim đều quá bé nhỏ không đáng kể, chỉ là một bộ phận vô cùng nhỏ bé trong đó. Nhưng nhỏ bé cũng là căn nguyên thế giới, bản chất áp đảo tất cả những thuộc tính năng lượng. Đây quả thực là đem cơ thể con người coi như tu luyện với một loại thế giới cỡ nhỏ. Nếu như tôi đoán không sai thì phương pháp châm cứu thần bí đó tuyệt đối không dừng lại ở cấp 5. Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích, bởi vì thường thấy căn nguyên thế giới có 7 loại, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành căn nguyên và hai loại căn nguyên phong lôi. Phân chia như vậy có lẽ phương pháp châm cứu thần bí có 7 cấp. Đừng nói ngoại trừ 7 loại căn nguyên thế giới thường thấy ra còn có những căn nguyên cao cấp khác như căn nguyên sinh mệnh, căn nguyên hủy diệt, căn nguyên nuốt chửng, v.v. Nếu Đường Tuấn đoán không sai, rất có thể Tiểu Kim có thể đã nuốt chửng sự hiện hóa của căn nguyên, có thể nuốt chửng tất cả năng lượng. Mà rất có thể Tiểu Thanh đối ứng với căn nguyên sinh mệnh là linh hồn chủ quản. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của anh, cần có thời gian để kiểm chứng. Tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn này, lúc này Đường Tuấn mới thu lại tâm trí, mở mắt. Thế nào rồi? Phong Ngự Lôi khẩn trương hỏi. Chương 2435, Từ Hổ, không lẽ cậu thật sự tin sao? Còn không đợi Đường Tuấn trả lời, một bên Phong Tiểu Oản trực tiếp quỳ xuống, nước mắt tràn đầy trong hai tròng mắt, cảm kích nói cảm ơn anh Dược đã xả thân chữa bệnh cho tôi. Đây là chuyện gì vậy? Mộ Thanh và Phong Ngự Lôi đều tỏ vẻ mặt khó hiểu. Chờ Phong Tiểu Oản giải thích xong, sắc mặt Phong Ngự Lôi trang nghiêm, hành lễ với Đường Tuấn, trầm giọng nói, nhờ đức của anh Dược, Phong Mỗ bội phục. Phong Mỗ xin lỗi vì những lời vô lễ vừa rồi với anh, sau này bất luận anh có gì phân phó, Phong Ngự Lôi tôi cũng sẽ không từ chối. Anh Dược, Mộ Thanh đứng ở bên cạnh, cắn răng cắn môi, hốc mắt hồng đỏ, trong lúc nhất thời nói không ra thành lời. Ở góc độ của bọn họ, Đường Tuấn dùng mạng của chính mình để đổi lấy mạng của Phong Tiểu Oản, phải biết rằng loại bệnh lạ này trước mắt không có cách chữa trị. Đây chính là kiểu tình cảm cao thượng. Trong lòng Đường Tuấn không nói nên lời. Nhưng về chuyện của Tiểu Thanh, anh không thể nói cho người khác.
Rơi vào đường cùng, anh đành phải ngầm thừa nhận. Đường Tuấn đứng dậy, nói với Phong Ngự Lôi, nếu như vậy thì cho tôi ra khỏi thành đi. Phong Ngự Lôi vỗ ngực nói, đương nhiên có thể, chín tòa thành ở Hồ Hỏa Viêm, anh Dược muốn đến nơi nào thì đến nơi đó, ai dám cản trở, Phong Ngự Lôi tôi sẽ giết đầu tiên. Vậy cảm ơn Phong Thành Chủ. Là tôi phải cảm ơn anh Dược mới phải. Sau khi ai cha con nhà hộ Phong nói chuyện một, Đường Tuấn chuẩn bị rời khỏi thành Trấn Khúc, hội đấu giá ở thành Phục Liễu cũng sắp bắt đầu rồi. Vì tỏ vẻ cảm tạ, Phong Ngự Lôi, Phong Tiểu Oản chuẩn bị cùng nhau đưa Đường Tuấn ra khỏi thành. Ở góc độ của hai người mà nói, đây rất có thể là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt Đường Tuấn. Anh Dược, tôi quyết định ở lại thành Phục Liễu. Trên đường đi đến cửa thành, bỗng nhiên Mộ Thanh nói với Đường Tuấn. Trong mắt cô ấy dường như có hào quang nhìn Đường Tuấn ôn nhu nói, lần này thành Trấn Khúc là một trong những nơi bùng phát căn bệnh lạ này nghiêm trọng nhất, nói không chừng tôi có thể ở đây nghiên cứu ra phương pháp chữa trị hoàn toàn, đến lúc đó anh Dược được cứu rồi. Đường Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cũng không thể nói cho cô ấy biết bản thân mình đã không sao rồi. Đúng rồi anh Dược, về vấn đề của Bát Phương Các mà anh nói, tôi cũng có chuyện nhất định phải nói với anh một chút. Lúc này, Phong Ngự Lôi như nghĩ tới điều gì đó, giọng điệu có chút nghiêm trọng nói, các chủ của Bát Phương Các rất thần bí, tôi chưa từng gặp bao giờ, chỉ biết là ông to họ Diệp, xưng là các chủ Diệp. E rằng tu vi của ông ta so với ta không thấp, lần này anh làm hỏng chuyện kinh doanh của Bát Phương Các, chỉ sợ rằng ông ta sẽ tìm tới anh. Trong lòng Đường Tuấn căng thẳng, thực lực so với Phong Ngự Lôi không thấp, vậy thì ít nhất phải là tu sĩ cảnh giới hợp thể đỉnh cao. Cha, lần này anh Dược vì cứu con mà hy sinh lớn như vậy, cha cũng nên bày tỏ chút lòng thành đi. Phong Tiểu Oản bĩu môi nói. Phong Ngự Lôi cười ha ha nói, là chuyện nên làm. Ông ta lấy ra một miếng lệnh bài, đưa cho Đường Tuấn nói, nếu anh thật sự đụng phải đánh không lại ông ta thì hãy khởi động trận pháp trong miếng lệnh bài này, tôi sẽ nhanh chóng chạy tới đó. Đường Tuấn nhận lấy lệnh bài. Ở cửa thành, mấy tên thủ vệ vẫn canh giữ ở đó. Mấy anh em, nói cho các người một chuyện. Trước đó tôi trực ban ở truyền tống trận đã đụng phải một tên danh con, anh ta nói muốn ra khỏi thành, lại còn có nói trong thành này linh khí có chút khác thường bảo chúng ta trước mắt đừng tu luyện. Các ngươi nói có buồn cười không? Một tên thủ vệ nói với một vài người bạn. Từ Hổ, không lẽ cậu thật sự tin sao? Có người cười nhạo nói. Quá là buồn cười, sao tôi có thể tin chứ? Tôi còn tu luyện ngay trước mặt anh ta, các người không thấy biểu cảm lúc đó của anh ta thôi ha ha ha. Tôi thấy người kia đúng là tên tâm thần, tên thủ vệ kia nói tiếp. Chương 2436, đó chính là Hồ Hỏa Viêm đúng không? Một đám thủ vệ nhìn cha con Phong Ngự Lôi tự mình tiễn Đường Tuấn ra khỏi thành, không thể không nói thầm trong lòng. Có thể làm cho thành chủ tự mình tiễn đưa, không biết là nhân vật lớn nào. Đợi đến khi cha con Phong Ngự Lôi cùng đám người Mộ Thanh rời đi, tên thủ vệ kia mới nặng nề thở ra. Vừa rồi Đường Tuấn cùng Phong Ngự Lôi tới, cậu ta sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Từ Hổ, cậu làm sao vậy? Mấy người bạn nhìn thấy bộ dáng của cậu ta thì vội vàng hỏi. Từ Hổ cười khổ một tiếng không biết nên nói như thế nào. Cậu ta mới mắng tên kia là bệnh thần kinh, nhưng chớp mắt, thành chủ cùng đại tiểu thư tự mình đưa tên kia ra khỏi thành. Chẳng lẽ lúc trước anh ta không phải nói lung tung? Bỗng nhiên, trong đầu Từ Hổ hiện lên một ý niệm đáng sợ. Tâm trí cậu ta ngừng ta, vội vàng kiểm tra linh hồn. Ngay sau đó, thân thể cậu ta không thể di chuyển. Không biết từ khi nào trong linh hồn cậu ta có thêm một luồng khí tức khác thường, chính là triệu chứng nhiễm căn bệnh lạ. Xong rồi, Từ Hổ lần này rốt cuộc chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trong đầu cậu ta không tránh khỏi hiện ra cảnh tượng lúc ấy cười nhạo tên kia. Hiện tại xem ra mình mới bị bệnh thần kinh rồi, người ta có lòng tốt nhắc nhở, bản thân lại coi là trò đùa. Đường Tuấn vừa rời khỏi thành Trấn Khúc, thì tức tốc chạy về phía thành Phục Liễu. Thành Phục Liễu cách thành Trấn Khúc có một đoạn khoảng cách, cho dù anh chạy hết tốc độ, chỉ sợ phải hơn 10 canh giờ. Đó chính là Hồ Hỏa Viêm đúng không? Chạy hơn 3 canh giờ. Đường Tuấn cảm giác được nhiệt độ trong không khí tăng lên rất nhiều, nếu như không phải người tu hành, chỉ sợ hô hấp mấy lần cũng không chịu nổi. Anh nhìn về phía trước và thấy một hồ nước khổng lồ. Nước hồ nước thoạt nhìn không có gì khác biệt so với nước bình thường, nhưng trên mặt hồ lại là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa cao hàng chục mét, không ngừng thiêu đốt hư không.
Đây chính là Hồ Hỏa Viêm, khu vực này có chu vi hàng triệu dặm, 9 tòa thành trì do thành trấn Khúc đứng đầu được xây dựng xung quanh nó. Tuy rằng không phải cấm địa gì, nhưng vẫn nguy hiểm vô cùng, càng đi về phía trung tâm Hồ Hỏa Viêm, nhiệt độ ngọn lửa càng cao. Nghe nói ngọn lửa trung tâm của Hồ Hỏa Viêm ngay có thể thiêu đốt cả hư không, nơi đó không gian cực kỳ không ổn định, ngay cả động hư cảnh đỉnh phong cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Nhưng mặc dù nguy hiểm như vậy, vẫn có rất nhiều người đến Hồ Hỏa Viêm thám hiểm. Bởi vì trong Hồ Hỏa Viêm có không ít bảo vật đặc thù. Ví dụ như vật quý giá của tu luyện ngọn lửa thần thông Cửu Hỏa Tuyến Liên, đá nguyên tố lửa. Nhìn Hồ Hỏa Viêm tựa như biển lửa, sắc mặt Đường Tuấn chợt biến. Chữ Tiên Thiên Thần Văn, Diễm, trong cơ thể anh bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, giống như Hồ Hỏa Viêm có thứ gì đó hấp dẫn nó. Chẳng lẽ trong Hồ Hỏa Viêm cất giấu một quả Tiên Thiên Thần Văn loại lửa khác? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Cảm thụ được dị động của Tiên Thiên Thần Văn trong cơ thể, Đường Tuấn thầm nghĩ, chờ hội đấu giá hội kết thúc, giải quyết căn bệnh lạ, mình lại đi vào dò xét một chút. Khi đó, anh hẳn là đã đột phá đến cảnh giới hợp thể. Sâu trong Hồ Hỏa Viêm, ngọn lửa nơi này đã hóa thành các loại dị tượng, có rắn lửa dài tới mấy trăm thước, có voi lửa giống như một ngọn núi nhỏ. Không gian ở chỗ này đã rất không ổn định, tùy ý có thể thấy được không gian hư vô bị đốt cháy thành một cái hố đen tối ở khắp mọi nơi. Nhưng một cung điện khổng lồ nằm yên bình ở đây. Những quái thú hóa thành lửa đó toát ra từ hơi thở mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới hợp thể cảnh đỉnh phong, nhưng chúng lại không dám tới gần tòa cung điện này. Ngay cả không gian hư vô cũng không thể lay động cung điện dù chỉ một chút. Chương 2437, tôi muốn bán cái này. Cửa cung điện vẫn đóng chặt, lúc này phát ra một tiếng kẽo kẹt, cửa cung điện mở ra một khe hở. Từ khe cửa một bà lão buộc hàng tá bím tóc trên đầu đi ra. Bà lão thoạt nhìn vô cùng già nua, làn da trên mặt giống như vỏ cây khô nhăn nhúm lại. Nhưng khi bà ta xuất hiện, rắn lửa, voi lửa vân vân vốn đang không ngừng gầm thét. Những sinh vật lửa ngang tàng này đột nhiên an tĩnh lại, đồng loạt quỳ gối trước cung điện. Thậm chí ngay cả hư không đều ổn định hơn rất nhiều. Bà lão nhìn cũng không thèm nhìn chúng nó, hai mắt đục ngầu của bà ta nhìn về phía bên ngoài Hồ Hỏa Viêm, lẩm bẩm nói, lại có một quả Tiên Thiên Thần Văn loại lửa xuất hiện. Bà lão xoay người đi vào cung điện, cửa cung điện chậm rãi đóng lại. M thanh có chút âm trầm của bà ta từ trong đó truyền ra, bà già này đã lười đi ra ngoài, ở chỗ này chờ cậu đến. Trải qua hơn 10 canh giờ chạy đi, cuối cùng Đường Tuấn cũng đến thành Phục Liễu. Trước tiên đi đổi đá linh hồn thành linh thạch, còn một ngày nữa là đến buổi đấu giá, Đường Tuấn cũng không vội, chuẩn bị xử lý đá linh hồn trong tay trước. Hiện giờ trong tay anh đã có hơn 30 khối đá linh hồn. Người khác đều là linh thạch đổi thành đá linh hồn, mình lại làm ngược lại. Đường Tuấn không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu để cho người ta biết anh dùng đá linh hồn đổi linh thạch, chỉ sợ sẽ xem anh thành kẻ ngốc. Bởi vì nguyên do của căn bệnh lạ, thành Phục Liễu so với thành trấn Khúc náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường đều là các loại người tu hành, có người đang thảo luận ngày mai đấu giá hội, cũng có người đang thảo luận căn bệnh lạ có thể lây truyền đến thành Phục Liễu hay không. Hội đấu giá Liễu Sơn là hội đấu giá duy nhất của thành Phục Liễu, cũng là chủ nhà ngày mai bán đấu giá hư không nguyên thạch. Hội đấu giá Liễu Sơn nằm ở vị trí gần trung tâm phía tây của thành Phục Liễu, vị trí rất tốt, chiếm một diện tích rất lớn, chỉ nhỏ hơn phủ thành chính một chút. Mặc dù không tuân thủ quy chế, nhưng không ai dám nói thêm gì, bởi vì chủ nhân câu lạc bộ Liễu Sơn là một người tu hành cảnh giới hợp thể đỉnh phong, hơn nữa Liễu Sơn cùng thành chủ thành Phục Liễu là huynh đệ vào sinh ra tử. Trong bối cảnh như vậy, phòng đấu giá Liễu Sơn mới có thể độc bá một nơi. Đường Tuấn vừa mới đi vào hội đấu giá Liễu Sơn, thì có một nữ tu sĩ ăn mặc như một nhân viên đi tới, mỉm cười hỏi, xin hỏi cậu cần cái gì? Đường Tuấn nói, tôi muốn bán đấu giá một vài thứ. Nữ tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, bày ra thủ thế mời, nói, mời đi theo tôi. Cô ta dẫn theo Đường Tuấn đi vào trong một căn phòng riêng biệt, bên ngoài phòng bố trí cách âm các loại trận pháp khác nhau, tránh cho người khác điều tra. Nữ tu sĩ hỏi, xin hỏi, cậu muốn bán đấu giá cái gì? Nếu là đồ vật bình thường, hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi không thu nhận. Tuy rằng nói rất bình tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo sự kiêu ngạo. Đường Tuấn nhíu mày, nếu như không phải anh muốn bán nhiều đá linh hồn, anh thật sự không muốn đến hội đấu giá Liễu Sơn. Bởi vì hội đấu giá Liễu Sơn ở thành Phục Liễu là một nhà có quan hệ độc nhất,
rất nhiều tu sĩ tới nơi này bán đồ đều sẽ bị ép giá. Đường Tuấn thở ra một hơi, lấy ra một khối đá linh hồn, nói tôi muốn bán cái này. Nữ tu sĩ vốn còn rất bình tĩnh, cô ta cảm thấy Đường Tuấn không lấy ra được vật phẩm chân quý gì. Nhưng khi Đường Tuấn lấy đá linh hồn ra, đồng tử cô ta co rụt lại, nhịn không được thất thanh nói, đá linh hồn. Đường Tuấn gật đầu, không sai. Nữ tu sĩ chỉ vào đá linh hồn, nói, có thể để cho tôi xem một chút không? Tôi cần phải thực hiện đánh giá sơ bộ. Đường Tuấn đưa đá linh hồn cho cô ta. Chương 2438, để trưởng lão phụ trách đến nói chuyện đi. Đơn giản cảm ứng một chút, nữ tu sĩ nhướng mày, nói, lực hồn nguyên trong khối đá linh hồn này của cậu ít hơn so với đá linh hồn bình thường. Như vậy đi, 300 vạn linh thạch cực phẩm. Khóe miệng Đường Tuấn giật giật. Quả nhiên không phải là độc địa bình thường. Tiểu Thanh ngưng kết ra đá linh hồn tuy rằng lực hồn nguyên so với trên thị trường quả thật ít hơn. Nhưng không sai biệt lắm cũng có thể bán ra 400 vạn đến 500 vạn linh thạch cực phẩm. Nhìn biểu tình của Đường Tuấn, nữ tu kia tiếp tục nói, nếu như cậu có thể xuất ra càng nhiều đá linh hồn, giá cả có thể cao hơn một chút. Đá linh hồn, xem như là ngoại tệ mạnh. Chỉ cần là người tu hành cảnh giới hợp thể, sẽ không thiếu một khối. Trong mắt cô ta, Đường Tuấn vẫn là cảnh giới hóa thần, có thể không biết đá linh hồn chân quý, cho nên mới lấy ra bán. Tất nhiên cô ta phải hung hăng thị uy, đến lúc đó cô ta cũng có thể lấy được không ít. Chỉ là, tên trước mắt này có thể xuất ra mấy khối đá linh hồn đây. Dưới ánh mắt chăm chú của nữ tu, Đường Tuấn lại lấy ra hai khối đá linh hồn, sau đó thì dừng lại. Nữ tu lắc đầu, tuy rằng ba khối đá linh hồn xem như là một việc kinh doanh không tồi, nhưng vẫn là không lọt vào mắt cô ta dự kiến là 10 khối. Cô ta thầm nghĩ, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc cảnh giới hóa thần. Ba khối đá linh hồn đối với cậu ta mà nói sợ là cả gia tài đời này khó tích lũy được. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, nữ tu mỉm cười nói, ba khối đá linh hồn, hội đấu giá chúng tôi có thể thu cậu 1.000 vạn linh thạch cực phẩm. Nếu cậu hài lòng với mức giá này, chúng ta có thể giao dịch ngay bây giờ. Đường Tuấn lắc đầu, nói, để trưởng lão phụ trách đến nói chuyện đi. Phòng đấu giá Liễu Sơn có một quy định. Sinh ý dưới 5.000 vạn linh thạch cực phẩm loại nhân viên công tác giống nữ tu này có thể làm chủ. Nhưng sinh ý có 5.000 vạn linh thạch trở lên, nhất định phải do trưởng lão phụ trách làm chủ. Ngay từ đầu Đường Tuấn sở dĩ không để nữ tu đi mời trưởng lão chủ sự, chủ yếu là muốn xem giá hội bán đấu giá Liễu Sơn mở ra như thế nào. Hiện tại xem ra, có vẻ rất thấp. Nụ cười nữ tu cứng đờ, nói tiên sinh, cậu hẳn là biết quy định của phòng đấu giá Liễu Sơn chúng tôi đi. Khối lượng giao dịch của ba khối đá linh hồn này không đủ tư cách kinh động trưởng lão chủ sự. Nếu cậu chê giá thấp, cậu có thể đi nhà khác. Chẳng qua tôi cam đoan với cậu, giá của nhà khác sẽ không cao hơn chúng tôi bao nhiêu đâu. Lỡ như trưởng lão chủ sự tới biết là giao dịch ba khối đá linh hồn, chỉ sợ cô ta sẽ bị mắng một trận. Đường Tuấn cười nói, đi mời đi, việc làm ăn này cô không có cách nào làm chủ. Nữ tu nhìn Đường Tuấn một chút. Lạnh lùng nói, cậu đợi lát nữa tốt nhất cho trưởng lão chủ sự một lời giải thích. Nói xong, cô ta lúc này lấy ra ngọc bài truyền tin thông chi trưởng lão chủ sự. Trong gian phòng đấu giá lớn nhất Liễu Sơn hai người đang nói chuyện với nhau. Một trong số đó là người đàn ông trên người mặc trường bào màu bạc, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc. Người còn lại là một ông lão tóc bạc, trên đầu có hai đường cong. Người đàn ông mặc trường bào màu bạc nói, trưởng lão Khúc. Tôi cần 10 khối đá linh hồn, giá cả do các người đặt. Chương 2439, hiện tại có thể nói đi. Trưởng lão Khúc gật gật đầu, xem như là đáp ứng. Được, nói xong chữ này, cả người các chủ Diệp tan biến. Trưởng lão Khúc lau trán, không thể không cười khổ, 10 khối đá linh hồn, làm sao dễ tìm như vậy. Đúng lúc này, ngọc bài truyền tin của trưởng lão Khúc sáng lên. Chuyện gì vậy? Trưởng lão Khúc, có người muốn bán đá linh hồn. Trưởng lão Khúc đột nhiên đứng lên, trong lòng vui vẻ, nói, lượng bao nhiêu? M thanh của nữ tu truyền đến, rất nhỏ chỉ có 3 khối, tôi ra giá 1.000 vạn linh thạch cực phẩm. Đoán chừng là cậu ta ngại ít, nói muốn tự mình cùng trưởng lão nói chuyện. Trưởng lão Khúc nghe xong, sắc mặt vui mừng nhất thời thu lại, biểu tình hơi trầm xuống, nói, giao dịch 1.000 vạn cực phẩm linh thạch cũng phải quấy rầy tôi.
Bên kia nữ tu nghe nói như vậy thì trái tim co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn không khỏi mang theo một tia tức giận. Tất cả đều đổ lỗi cho tên này. Trưởng lão Khúc trầm giọng nói, cũng được, vì cậu ta muốn gặp tôi, hãy gặp nhau đi. Nếu như là ngày thường, loại sinh ý nhỏ này ông ấy lười tự mình xử lý. Nhưng bởi vì đáp ứng các chủ Diệp, cho nên bất kỳ một giao dịch nào về đá linh hồn ông ấy cũng không muốn mất đi. Rất nhanh, cửa phòng riêng của Đường Tuấn bị đẩy ra, trưởng lão Khúc chắp hai tay sau lưng đi vào. Ông ấy nhìn lướt qua Đường Tuấn một cái, sau khi phát hiện anh chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần cảnh, lông mày của ông ấy khẽ nhíu lại. Sau đó ông ấy mới nhìn về phía nữ tu trong tay cầm ba khối đá linh hồn. Ông ấy cầm lấy đá linh hồn, cẩn thận cảm ứng được lượng lực hồn nguyên trong đá linh hồn, lúc này mới nói, 1.000 vạn linh thạch cực phẩm, tôi cũng ra giá này. Nữ tu nhíu mày, giống như đang nói với Đường Tuấn, nhìn đi, tìm trưởng lão cũng vô dụng. Đường Tuấn nhìn nữ tu kia một cái. Trưởng lão Khúc lộ ra một tia không vui, nhưng vẫn nói với nữ tu, cô đi ra ngoài trước. Vâng, trưởng lão Khúc, nữ tu nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Lúc này mới rời khỏi ghế lô. Trưởng lão Khúc trên mặt đã có chút giận dữ, trầm giọng nói, hiện tại có thể nói đi. Đường Tuấn vung tay lên, trên mặt bàn trong phòng nhất thời có thêm một đống đá linh hồn nhỏ. Mỗi một khối đá linh hồn đều tản ra khí tức lực hồn nguyên, một đống nhỏ khí tức lực hồn nguyên phát ra làm cho trưởng lão Khúc cảm giác được linh hồn rung động. Mặc dù trưởng lão Khúc là tu hành giả cảnh giới hợp thể, nhưng tu vi linh hồn chỉ có lục phẩm hạ giai. Nhu cầu đối với đá linh hồn cũng cấp bách. Cái này, tinh thần lực của trưởng lão Khúc đảo qua, rất nhanh lấy ra số lượng. Cộng thêm 3 khối đá linh hồn ban đầu, tổng cộng có 30 khối đá linh hồn. Nếu đổi thành đá linh hồn giao dịch thông dụng, cũng có 3 khối. Hội đấu giá Liễu Sơn gần 10 năm qua cũng mới thu mua 3 khối đá linh hồn mà thôi. Đường Tuấn lẳng lặng nhìn trưởng lão Khúc, nói, hiện tại giao dịch này đủ lớn chưa? Chương 2440 vậy thì đa tạ trưởng lão Khúc. Hội đấu giá Liễu Sơn tuy rằng thích ép giá, nhưng uy tín vẫn có bảo đảm, hơn nữa trong tay Đường Tuấn có không ít lá bài tẩy, căn bản không sợ trưởng lão Khúc đùa giỡn âm mưu gì. Huống chi lúc này anh đã thay đổi dung mạo, không sợ hội đấu giá Liễu Sơn truy xét. Đủ rồi, trưởng lão Khúc liên tục nói. Cơn thịnh nộ trên mặt ông ấy biến mất không thấy dấu vết, nặn ra một nụ cười thoạt nhìn vô cùng hiền lành. Khối lượng giao dịch của 3 khối đá linh hồn, giá trị linh thạch cực phẩm hàng trăm triệu. Đây chính là khách hàng lớn. Trưởng lão Khúc nhẹ giọng nói, không biết đạo hữu tính toán giao dịch như thế nào đây? Là dùng vật đổi vật, hay là đổi thành linh thạch cực phẩm? Đường Tuấn trầm ngâm nói, tôi muốn đổi thành hư không nguyên thạch có thể đổi bao nhiêu? Trưởng lão Khúc trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, hội đấu giá Liễu Sơn tôi gần đây có một phần hư không nguyên thạch chuẩn bị bán đấu giá. Nếu mà đạo hữu cần, tôi có thể đổi một phần cho cậu. Dựa theo tỷ lệ 1:50 trên thị trường đổi, nhưng hội đấu giá Liễu Sơn tôi chỉ có thể bán cho cậu 500 khối hư không nguyên thạch, còn lại đá linh hồn ta dựa theo giá cả một khối 500 vạn linh thạch cực phẩm thu mua, đạo hữu cảm thấy thế nào? Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, 30 khối đá linh hồn, tổng cộng đổi 500 khối hư không nguyên thạch cùng 100 triệu cực phẩm linh thạch. Cái giá này thực sự rất công bằng. Anh nói, vậy thì đa tạ trưởng lão Khúc. Trưởng lão Khúc vội vàng xua tay, cười ha hả nói, là tôi muốn đa tạ đạo hữu lựa chọn hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi. Khối lượng giao dịch lớn như vậy, ông ấy rút ra cũng không ít. Hư không nguyên thạch không ở trên người tôi, đạo hữu mời theo tôi đến. Trưởng lão Khúc làm tư thế mời Đường Tuấn, thậm chí còn chủ động đẩy cửa phòng riêng ra cho anh. Bên ngoài ghế lô, người kia nữ tu đang chờ đợi. Nhìn thấy cửa ghế lô mở ra, trên mặt cô ta lộ ra ý cười châm chọc. Bị trưởng lão Khúc đuổi đi ra. Nhưng ngay lập tức cô ta giật mình tại chỗ. Chỉ thấy Đường Tuấn chậm rãi đi ra, trưởng lão Khúc cung kính đi theo phía sau anh, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Theo cô ta, thậm chí có chút lấy lòng. Cái này, trong lòng nữ tu thất vọng. M thanh trưởng lão Khúc vang lên trong đầu cô ta, mang theo khẩu khí răn dậy. Vị đạo hữu này sau này chính là khách quý của chúng ta, lần sau phải nhớ kỹ. Đạo hữu, trong này là 500 khối hư không nguyên thạch cùng 100 triệu linh thạch cực phẩm. Trưởng lão Khúc đem một chiếc nhẫn không gian giao cho Đường Tuấn, đồng thời đưa ra một tấm thẻ vàng đen,
nói, đây là thẻ khách quý cao cấp nhất của hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi, sau này đạo hữu nếu mua bán đồ đạc ở hội đấu giá của chúng ta đều có thể miễn phí xử lý, một bộ phận hàng hóa còn có ưu đãi. Đường Tuấn đem nhẫn không gian cùng thẻ vàng đen cất đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 500 khối hư không nguyên thạch, hẳn là đủ đột phá đến cảnh giới hợp thể. Hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi ngày mai có một cuộc đấu giá quy mô lớn. Nếu như đạo hữu có hứng thú, có thể đến tham gia. Trưởng lão Khúc lên tiếng mời, lấy ra một tấm thiệp mời, nói, trên đây là danh mục vật phẩm ngày mai đấu giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2440.